Đây là em thuốc giảm cân Deru Deru đến từ nhà Minami Healthy Food có xuất xứ từ Nhật Bản. Em này được người Nhật ưa chuộng và tin tưởng sử dụng nhờ giá thành rẻ, độ hiệu quả cao và thành phần thì siêu lành tính. Với thành phần gồm chiết xuất từ thiên nhiên như cây cỏ, lô hội, cam quýt, dây thìa canh, cacao, đồng thời bổ sung hàng loạt vitamin thiết yếu cho quá trình giảm cân. Trong một hộp sẽ có 75 gói và trong mỗi gói sẽ có 6 viên thuốc có thể dùng được hơn 2 tháng. Em này còn được cả MC Ốc Thanh Vân sử dụng và recommend rất nhiều cho các bà mẹ sau sinh luôn đó nha. Ngoài những tác động hỗ trợ giảm béo từ nhiều mặt, Deru còn có tác dụng chỉ dứt điểm những chứng táo bón, giúp đào thải những chất thải từ bên trong cơ thể ra ngoài nhanh chóng, giúp cho cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn. Link sản phẩm và hotline của Charlie mình sẽ để link bio bên dưới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà yêu. Bye! Clip được thực hiện bởi Charlie Shop. Nếu cần tìm hiểu thêm hoặc tư vấn về sản phẩm, hãy liên hệ ngay với Charlie nhé.